bao nhiêu thì là gì? Vừa. Vậy thì đa phần chúng ta sống, chúng ta không đặt câu hỏi này. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục huân tập. Và có những người đau đớn là sống hết một đời chưa ra khỏi đất nước Việt Nam. Sống hết một đời chưa được trải nghiệm đi du lịch, chưa được biết những thứ mình cần biết. Nhưng tiền thì lại gì? Rất nhiều. Mỗi một con người chúng ta phải đặt ra câu hỏi. Hỏi mình cần bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu tiền là mình đã sống một cách gì? Bình thường thôi. Mà bọn Tây nó dùng cái từ nó gọi là tự do tài chính. Để lấy ví dụ là nếu ở Việt Nam thì nếu mà mình có nhu cầu bình thường thì mình chỉ cần có một cái nhà chung cư độ khoảng như Hà Nội thôi. Một cái chung cư độ khoảng 4 tỷ với lại có một cái nhà cho thuê độ khoảng 20 triệu một tháng. Đúng không? Vậy thôi là mình đã giải phóng hết, mình khỏi vật chất được còn đâu nữa. Cộng với hai vợ chồng hai cái xe ô tô nữa thì đã sướng lắm rồi. Sướng lắm rồi. Thế thì tính ra nó cũng chỉ cần chục tỷ thôi là sướng lắm rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao có những người tôi nhìn thấy họ có vài trăm tỷ rồi mà đêm thì không, à ngày thì không ăn, mà đêm thì không ngủ, mà vẫn tiếp tục ủ mưu. Không hiểu cuối cùng để làm gì. Và mọi người hình dung là chúng ta vào với thế giới này nó giống y như kiểu là mình mua vé cho con mình vào chơi đất nặn, ở trong cái phòng chơi đất nặn ấy. Thế thì một đứa trẻ con mà vào phòng chơi đất nặn thì không cầm đất vào, nhưng mà rời khỏi ra chỗ chơi đất nặn thì có cầm đất đi được không ạ? Không, phải để hết đất nặn lại. Vậy thì bản chất một đứa trẻ con vào cái thế giới mà phòng chơi đất nặn để nặn đất hay là tìm cách giữ đất ạ? Để nặn đất chứ, đúng không? Vì vậy việc đầu tiên nó phải vơ được một ít đất để cho nó gì ạ? Nó có đủ nguồn lực để nó nặn. Sau đó nó ngồi nó tập nặn đất nặn xong nó ra. Và thứ khi nó rời khỏi cái phòng đất nặn ra thì nó lấy được cái gì ạ? Cái tư duy. Nó mang cái tư duy vô hình ra. Đấy là lý do mà chúng ta bỏ tiền ra mua vé cho con vào phòng chơi đất nặn đấy. Vậy thì con người mình đến đây cũng vậy. Là bản chất mình mượn vật chất để mình gì? Mình trải nghiệm để nâng cao tư duy. Chứ không phải chúng ta đến đây để huân tập vật chất. Nhưng tôi cũng không bảo mọi người bỏ vật chất đi nhá. Nhưng vẫn phải đủ vật chất để tồn tại. Chứ để không giống ông Phật cái thời kỳ ông ấy tu không thông minh. Nên ông này định bỏ hết không ăn không uống rồi không mặc quần áo nữa thì chết à? Cho nên mình vẫn phải có nhu cầu tồn tại nhá. Chứ nó phải thiết thực. Chứ không lại bảo em tu sao em buồn hết rồi về em bán hết nhà cửa rồi em lên núi em ngồi. Không, không phải thế. Vậy thì phải tồn tại. Vậy dành về bỏ cho bản thân. Nhưng hỏi bao nhiêu thì là gì? Vừa. Vậy thì đa phần chúng ta sống, chúng ta không đặt câu hỏi này. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục huân tập. Và có những người đau đớn là sống hết một đời chưa ra khỏi đất nước Việt Nam. Sống hết một đời chưa được trải nghiệm đi du lịch, chưa được biết những thứ mình cần biết. Nhưng tiền thì lại gì? Rất nhiều. Có những người song sống trong suốt 24 giờ không bao giờ được cảm nhận sự bình yên trong suốt đời sống của họ, nhưng họ lại có rất nhiều tiền. Và sau họ tìm cách bỏ tiền ra, họ mua sự bình yên giả tạo. Tức là họ mua những cái chuyến đi mà rất là sang trọng, đến khách sạn 5 sao, check in, dự hội nghị hội thảo. Nhưng mà thực ra đến dự hội nghị hội thảo cũng là một thứ giả tạo, chứ không hề có tâm bình an. Thì hiện nay là tôi thấy nó đang bị mọi người đang bị lẫn lộn trong cái vòng luẩn quẩn như vậy. Thế thì cái hỏi là cái vật chất này bao nhiêu là vừa, thì mỗi một con người của chúng ta bắt buộc chúng ta phải đặt câu hỏi này. Các ngài hình dung không ạ? Tiếp tục. Nhưng mà đến đây rồi thì mọi người có tiếp tục huân tập vật chất không? Có. Nhưng bài toán bây giờ là họ sẽ vào tâm thức của vòng cảm xúc. Tức là bây giờ họ vẫn kiếm gì? Vẫn kiếm vật chất, kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền để làm gì ạ? Để giải phóng si mê. Có bao nhiêu cái mê
mà mình còn đang mê thì mình trải nghiệm đi. Tôi lấy ví dụ như mình thích xe đẹp thì vẫn cứ mua gì? Xe đẹp đi. Bởi vì nếu mà ngồi thiền mà thiền xong mà xả thiền mà không thích cái ô tô nữa thì là đẳng cấp cao nhất. Nhưng đa phần thiền xong mở mắt ra thấy ô tô vẫn đẹp. Có đúng không? Mình bảo mình thiền, mình bảo không cần túi xách hàng hiệu, nhưng mà nhìn thấy chúng nó xách túi xách hàng hiệu vẫn thèm thì mua đi. Không? Vậy thì những cái thứ đó mình không ăn cắp ăn trộm, mình không vi phạm đạo đức, và mình kiếm tiền bằng đồng tiền chính đáng thì mình có quyền hưởng thụ không ạ? Có chứ, sao mình phải cấm đoán cuộc đời mình? Vậy thì làm sao trước khi chết mà hỏi thế còn thích xe đẹp không? Không, chơi hết rồi. Thích nhà nầu không? Không còn cái gì không ở nữa. Không, hỏi thích túi hàng hiệu không? Hỏi đồng hồ ông tao đang cho đi không hết kia kìa. Hỏi giày ông không? Vậy thì rõ ràng họ được giải phóng khỏi những cái thứ gì ạ? Vật chất tầm thường. Cả nhà hình dung không ạ? Cho nên một người mà đang sinh ra ở quê mà lên thành phố thì nó là tất yếu, bởi vì họ còn thèm khát cái trải nghiệm ở thành phố. Nhưng có phải khi trải nghiệm hết thành phố xong thì chúng ta lại muốn gì ạ? Về quê. Nhưng cái về quê của về già với cái ở quê của lúc trẻ về mặt tâm thức nó khác hoàn toàn nhau. Lúc ở quê ở trẻ thì nó khao khát lên thành phố, nhưng lúc về già sống ở quê thì tĩnh tại ở nơi đây. Nó khác nhau hoàn toàn về mặt tâm thức. Cả nhà hình dung cái này không ạ? Vậy tóm lại, quan điểm của cá nhân tôi thì chúng ta không ngừng kiếm tiền để làm sao ạ? Không ngừng kiếm tiền chân chánh để giải phóng si mê đi. Vậy thì mình liệt kê ra đi, mình còn thích xe đẹp, còn thích nhà đẹp, còn thích cái gì thì mình lại gì? Nỗ lực mà kiếm tiền mà trải nghiệm, vì thế giới này nó đối đãi với chúng ta hết sức công bằng, có ai cấm mình đâu. Cho nên các cụ cũng vậy, trước khi mà nhập niết bàn đấy, cho nó oai ấy, chứ đúng ra gọi là chết, thì liệt kê ra, bảo mẹ thích đi du lịch, mẹ thích cái này trải nghiệm đi, sợ cái gì? Và làm thế nào nó giống như kiểu cuộc đời này này, là nó giống như kiểu mình đi lên rừng lấy táo ấy, là lúc bắt đầu sinh ra thì bắt đầu lên rừng thì gì, hái táo bỏ vào gùi đấy, đến năm 40 tuổi đầy gùi rồi thì nhiệm vụ còn lại là gì? Quay về với chính mình mà bốc táo ở đây gì ăn. Vậy càng đi nó càng nhẹ, làm sao đúng lúc đai thì hết táo thì nó tốt nhất, thì sống vậy nó nhẹ nhàng. Chứ cứ huân tập xong rồi nè, mà nguyên tắc trước khi chết mà chưa được trải nghiệm cái gì mà lại có rất nhiều tiền thì còn không siêu thoát được cơ. Mình tiếc. Tiếc chứ. Lúc ý mới giật mình là hóa ra là về đích rồi mà chưa được trải nghiệm cái gì. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.